Hello các bạn, mình là Tony Cốt Dạo. Trong bắt đầu năm nay á, tụi mình sẽ cùng quay lại chương trình Cốt cùng Cốt Dạo ha. Thì mình sẽ dạy các bạn cách học ngôn ngữ Python cơ bản trong vòng 15 phút ha. Và học xong á thì các bạn sẽ có thể viết được những chương trình nho nhỏ này, hoặc là đọc và hiểu cốt Python, hoặc là sửa cốt Python khi cần ha. Ok, thì trước khi bắt đầu á thì tụi mình cũng phải nói một tí là tại sao phải học Python và học cái ngôn ngữ này có gì hay. Thì đầu tiên á, ngôn ngữ này là ngôn ngữ rất là phổ biến, rất là nhiều nơi họ dạy là ngôn ngữ đầu tiên dạy lập trình luôn, tại vì nó khá là dễ học chứ không có nhiều cái thứ lằng ngoằng như là con chỏ đồ này nọ. Cái thứ hai á là cái Python này nó khá là mạnh, dùng để làm web được nè, rồi là dùng để xử lý dữ liệu data được nè, và đặc biệt là hai mấy mảng AI vân vân á. Tính toán bây giờ thì có rất là nhiều chương trình thư viện họ viết bằng Python, cho vậy học Python để các bạn có thể làm về data dữ liệu nè, hoặc là có thể làm web đồ được luôn ha. Đó, cho nó dễ và nhiều người biết. Do vậy nó có một cái cộng đồng khá là lớn, nên là tài liệu nhiều nè, rồi là tìm nguồn học đồ cũng nhiều. Và vì cộng đồng nó lớn nên là có những cái thư viện rất là phổ biến, như NumPy, Pandas đồ nè, nó được rất là nhiều người họ sử dụng nè, họ sửa lỗi nè, nên là thư viện Python code rất là sướng, rất là đã. Thư viện hỗ trợ tận răng luôn về data này nọ, giúp việc xử lý data rồi nó dễ hơn. Do vậy á, các bạn nào mà muốn học về AI, làm về data dữ liệu đồ á, thì nên học và nên biết về Python ha. Hoặc là những bạn ví dụ tay ngang chẳng hạn làm kinh tế này nọ, nhưng mà cũng muốn là sử dụng Python để tự động hóa những công việc mình đã làm thì cũng có thể học ha, tại vì ngôn ngữ này rất là dễ học, học rất là nhanh. Các bạn chỉ cần học nửa hay một ngày là các bạn đã có thể viết được chương trình nhỏ nhỏ automation rồi ha. Rồi để bắt học Python á, các bạn có thể tìm cách để chạy được code Python. Có hai cách. Cách mà hơi tốn công á là các bạn có thể Google là Python download nè, các bạn vào được trang python.org.download nè ha. Thì các bạn có thể tải bản Python mới nhất về Python 3. Các bạn cho Windows, Mac gì cũng có hết á. Còn nếu các bạn mà lười hoặc là không muốn cài linh tinh á, hoặc là các bạn ví dụ như chưa có mấy, các bạn muốn ra hàng net học chẳng hạn, thì các bạn chỉ việc gọi là PyRepl là nó sẽ ra cái trang này, là cái trang có thể là viết code Python online luôn và chạy thẳng trực tiếp luôn, không cần phải cài gì ha. Thì mình sẽ dạy các bạn sơ về cách chạy Python trên web trước, rồi sau này các bạn muốn chạy ở máy thì mình sẽ cụ thể hơn ha. Ok, thì mình đã chia sẻ với các bạn là Python là gì, tại sao nên học rồi. Thì đầu tiên á, học một chương trình gì á thì các bạn cũng nên biết một cái, đó là Hello World, tức là in ra để chúc mừng chào mừng thế giới. Chương trình đầu tiên các bạn viết ha, thì rất là đơn giản. Python có một cái hàm là để in ra, các bạn dùng print là được, print nè, sau đó là mở ngoặc đóng ngoặc này, sau đó là để một cái chuỗi vô, thì mình ở đây là Hello World đi, đó là chào thế giới. Các bạn phải nhớ là có cái dấu và mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép này ha, các bạn bấm run là được ha. Thì nó sẽ ra học Python trong 15 phút cùng Cốt Dạo và Hello World ha. Thì đầu tiên về biến trong Python, thì biến là gì? Trong Python á, biến là một cái chỗ để các bạn chứa dữ liệu và các bạn có thể lấy nó ra sau này. Thì cách tạo một cái biến trong Python rất đơn giản, các bạn học toán thôi. Các bạn ví dụ đặt x bằng 5 đúng không, thì đây là cách để mà tạo một cái biến luôn. Đây là tạo một cái biến trong Python, gán giá trị 5 cho biến đó. Thì trong Python có rất là nhiều kiểu dữ liệu, các bạn có thể gọi là biến là số 5 chẳng hạn, có thể là một string như là tên chẳng hạn, thì tên của mình là Hoàng này, thì string nó là một cái dấu mở ngoặc kép đóng ngoặc kép, ở trong là chữ. Hoặc biến cũng có thể là boolean, tức là nó là một giá trị đúng hay sai, ví dụ như là Hoàng đẹp trai, đây là một cái chuyện hiển nhiên rồi nên là giá trị này sẽ là bằng true nè. Ngoài ra còn có một số kiểu dữ liệu khác thì mình sẽ nói sơ sau, nhưng mà các kiểu dữ liệu hay dùng là chuỗi, tức là một string, một cái số có thể là số nguyên, ví dụ như là 3, 4, 5, mà có thể là số thập phân, nghĩa là 5.5 chẳng hạn, là một biến cũng có thể là một cái giá trị boolean, tức là true hay false. Tiếp theo là các bạn đã có được số rồi thì các bạn có thể sử dụng Python để các bạn tính toán. Ví dụ như các bạn cần tính, ví dụ như 5 cộng 5, các bạn có thể in ra là print này 5 cộng 5 này, thì Python sẽ in ra là 5 cộng 5 là bằng 10 này. Hoặc là các bạn có thể dùng mấy cái biến rồi, ví dụ các bạn muốn quyết 5 x 2, mấy bạn có thể dùng x bằng 5 nè, y bằng x nhân 2 nè, thì dùng dấu nhân là dấu này ha, chia ra dấu này về dấu nhân nè, thì mình có thể in ra là x và y là gì, thì nó in ra là x là bằng 5, y là bằng 10. Python thì có rất là nhiều tán tử, nhưng các bạn có thể cộng trừ nhân chia. Rồi thì không chỉ có số mới có thể cộng trừ nhân chia, mà đôi khi là những cái chuỗi cũng có cộng trừ nhân chia được. Ví dụ như là mình là Hoàng đúng không, mình muốn tạo một cái chương trình là chào Hoàng đi, thì mình sẽ để câu chào là hello này, sau này là tên là Hoàng đúng không, thì mình sẽ có thể in ra là câu chào cộng với tên đó, in ra thì sẽ là hello Hoàng. Bây giờ mình đổi tên, ví dụ tên khác, ví dụ tên là Minh chẳng hạn nè, thì mình in ra này sẽ là hello Minh đó. Thì nãy giờ mình đang làm việc với cái string, string là một cái chuỗi, thì chuỗi là cách các bạn làm việc với chữ trong Python. Mình vừa cộng như thế này mình gọi là cộng chuỗi. Ví dụ như là mình muốn chào Minh 3 lần này, thì mình sao, thì mình sẽ đến nem nhân 3 này, thì nó sẽ là chào Minh Minh. Thì với chuỗi các bạn có thể làm rất là nhiều thứ, ví dụ như là ban đầu mình sửa lại này, cái câu chào của mình là hello world chẳng hạn này, và mình muốn tách nó ra thì sao, thì mình sẽ dùng là câu chào này chấm split này, rồi thêm dấu phẩy vào á là nó sẽ tách ra thành chữ hello với lại chữ world. Hoặc là ví dụ như mình muốn kiểm tra là trong cái câu chào này nó có chữ hello hay không á, thì mình có thể để là hello này in câu chào này, thì nếu mà có chữ hello á thì nó sẽ in ra là true, tức là trong cái câu này á nó có chữ hello. Còn ví dụ như là mình để hello 2 này thì nó sẽ in ra là false, tức là trong cái câu chào này không có chữ hello. Thì trong Python có khá là nhiều hàm để hỗ trợ các bạn làm việc với một cái chuỗi, để các bạn cộng chuỗi, các chuỗi các bạn chỉnh sửa vân vân cái chuỗi này. Rồi tiếp theo là nãy giờ á mình làm trường hợp ví dụ như là x bằng 10 nè, y bằng 20 rồi nè ha. Nhưng mà giả sử như là mình muốn lưu một danh sách luôn, thì mình muốn xét danh sách học sinh, vậy là mình cứ làm là học sinh 1 bằng gì đó, học sinh 2 bằng gì đó, thì nó không hay đúng không. Trong Python có một cái gọi là mảng, hoặc là array, hoặc là list, nhiều người gọi là array, trong Python thì gọi là list. Chỗ này để mình sửa lại chút nè. Ví dụ như là mình muốn làm một chuỗi cái số từ 1 tới 10 đi, thì mình có tạo một cái list là number này. Thì để tạo một mảng thì mình dùng ngoặc vuông, sau đó là khoảng cách theo các phần tử thì mình sẽ để dấu phẩy, ví dụ như là từ 1 2 3 4 6 7 đi. Thì đây là một cái mảng gồm có 7 phần tử từ 1 tới 7 ha, hoặc là một cái mảng chứa tên người quen đi, ví dụ như là tên Nem này, Hoàng đẹp trai này, Yua Mikami này, hoặc là Maria Ozawa gì đó đi. Đó, đây là một cái mảng chứa 3 phần tử. Thì cái mảng các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể làm rất là nhiều thứ trong mảng này. Ví dụ đây là mảng có 7 thứ, bây giờ mình thử in ra trước ha. Mình in ra
cái mảng này là cái mảng number này, và mình enter cái mảng tên này ha. Đó là 1 tới 7. Giả sử mình muốn thêm số 8 thì cái mảng này á mình có thể dùng là number.append này, tức là cộng đó, thêm số 10 chẳng hạn, mình run này thì nó sẽ ra là một mảng từ 1 tới 10 nè. Hoặc là mình có thể ví dụ mình chỉ muốn lấy phần tử đầu tiên thôi thì mình sẽ lấy số 0 ha, chứ mà số 1 là phần tử thứ hai, phần tử đầu tiên là số 0. Ví dụ mình lấy hai phần tử đầu nè, mình sẽ in ra là phần tử đầu tiên và phần tử thứ hai của nó ha, thì nó sẽ in ra là số 1 với số 2 nè. Đó, ví dụ như là muốn biết trong cái mảng này có số 10 không thì mình cũng có thể vô là số 10 này thì có in cái mảng number hay không, hoặc là số 20 có ở trong cái mảng number này hay không. Thì đó, vì số 10 nó ở trong mảng number này nó sẽ in ra là true, còn không phải nó ra là false. Hoặc là ví dụ mình biết cái mảng với phần tử hay mình có thể dùng là len này, number này, thì nó sẽ lấy số phần tử trong mảng này, nó sẽ đếm là mảng này là có 8 phần tử, đây là 7 phần tử, này thêm số 10 là 8 phần tử ha. Rồi thì các bạn đã biết về mảng rồi, là các bạn có đại chứa nhiều giá trị rồi, thì bây giờ một chương trình á thì các bạn biết là đôi khi nó không có chạy chung một kiểu, nó sẽ chạy tùy theo điều kiện. Ví dụ như là cái web chẳng hạn, ví dụ như là mình dưới 18 tuổi mình vào á thì nó sẽ hiện là bạn dưới 18 tuổi không được xem, còn nếu mà trên 18 tuổi á thì nó sẽ hiện ra là bạn đã đủ 18 tuổi có thể vào web chẳng hạn. Trong Python có một cái câu là vòng lặp điều kiện là if else. Ví dụ như là mình giả sử để tuổi mình là 15 đi, có lệnh if trong Python rất là đơn giản, chỉ cần là if và điều kiện, sau đó là hai chấm và xuống dòng và cách vào là xong. Ví dụ như là if tuổi bé hơn 18 nè thì mình sẽ print ra là chưa đủ 18 đừng vào em ơi, còn nếu mà đã đủ rồi á thì mình sẽ in ra là else mời bạn vào xem a hi hi. Rồi bây giờ giả sử mình dạy chương trình này thì vì tuổi mình mới có 15 mà thì nó sẽ in ra là chưa đủ 18 tuổi đừng có xem. Giả sử sau 5 năm mình vào lại chương trình đi thì tuổi mình giờ là 20 rồi chẳng hạn nè, thì mình nó hiện mời xem a hi hi là mình đủ tuổi rồi nên là mình được xem ha. Cái else này có thể không chỉ dùng một, phải dùng nhiều trường hợp. Ví dụ như là mình kể là nếu mà các bạn nếu dưới tuổi 30 á thì chỉ được xem hàng lành mạnh cho thanh niên dưới 30, còn nếu không á thì mình sẽ xem là hàng lành mạnh cho thanh niên trên 30 này. Đó, rồi bây giờ mình vào lại nè, bây giờ mình sẽ in ra là hàng lành cho thanh niên dưới 30, tại vì tuổi mình dưới 30, khi nào mà mình trên 30 ví dụ như là mình 40 chẳng hạn nè thì nó mới in ra là hàng lành mạnh cho người lớn. Thì cái ông else có thể lặp nhiều lần if else, hoặc là các bạn có thể lồng else vào trong này luôn ha. Ok rồi, thì tiếp theo là vòng lặp. Vòng lặp thì được, các bạn có một hành động các bạn muốn làm lặp lại nhiều lần á thì thay vì các bạn viết code rất là tốn công, các bạn có thể lặp. Giả sử như này, mình muốn print là anh Hoàng đẹp trai lắm, in một lần đúng không? Giờ mình muốn in 10 lần, chẳng lẽ cứ phải copy code 10 lần gì nó tốn công đúng không? Hoặc là các bạn chạy một chương trình nó chạy 100.000 lần thì sao? Đó, thì trong Python nó có một cái là vòng lặp. Thì vòng lặp đơn giản nhất là vòng lặp while, tức là nó sẽ chạy khi cái điều kiện này nó tồn tại. Giả sử như mình muốn chạy 100 lần đi thì mình sẽ để y bằng 0 nè, xong rồi while y bé hơn 100 nè thì mình sẽ print ra anh Hoàng đẹp trai lắm. Sau đó là mình cộng dần lên y bằng y cộng 1 này, tức là y nó sẽ tăng lên 1 ha. Sau đó mình run nè. Thế thì anh Hoàng đẹp trai lắm 100 lần ha. Tiếp theo là thay vì while các bạn có thể dùng hàm for. Hàm for thường người ta dùng khi mà lướt qua một cái chuỗi nhiều hơn. Ví dụ như là mình có danh sách các web phim mình hay coi chẳng hạn. Web phim hay gồm có là codedạo.com, mèoden.net, 2tnz.la nè. Mình muốn in từng cái này ra thì sao? Thì mình có thể ghi là for này, web phim in nha, in trong cái danh sách web phim hay này, và mình sẽ in nó ra là web phim. Rồi giờ mình chạy lại nè thì nó sẽ in ra là ba trang web này từng trang. Cái vòng lặp này với các bạn viết code lặp đi lặp lại á nó tiện, nó gọn hơn ha. Tiếp theo một cái nữa các bạn nên biết đó là về hàm. Hàm tức là cách để các bạn tạo một cái đoạn code mà nó có thể tái sử dụng lại nhiều chỗ, chạy đi chạy lại nhiều lần bằng cách đưa vào thông số và chỉnh lại. Rồi ví dụ như bây giờ nha, mình muốn tính tổng 10 số từ 1 tới 10 đi sao, thì mình sẽ viết một cái câu lệnh while đơn giản đi. Tổng sẽ bằng 0 này, xong rồi là while, sau đó là cho chạy từ 1 tới 10 thì mình sẽ cho là y bằng 1, xong rồi while y bé bằng 10 á. Cho nên khi y bé bằng 10 á thì mình sẽ cho y nè bằng y cộng 1. Xong rồi sau khi mà y chạy xong á thì mình sẽ print ra, thì mình print ra là tổng nè sẽ bằng tổng này ha. Đó thì này là tổng là 55. Bây giờ mình muốn tính y bé hơn 100 đúng không? Thì làm sao thì mình cũng để 100 vào đây, là mình sửa lại là nó sẽ tổng là 505. Giả sử giờ mình muốn in tổng của 5 số, 10 số, 20 số thì sao, thì chẳng lẽ mình phải copy cái đống code này rồi sửa cái này rồi sửa cái này rồi chạy lại nó tốn công đúng không? Thì bây giờ mình sẽ biết thành một cái hàm để mình tái sử dụng code lại. Giả sử mình viết hàm đây là hay với hàm bằng cách là viết chữ def và tên hàm tính tổng và mở ngoặc đóng ngoặc và thêm tham số, rồi tham số đây là tổng tới số thứ n đi, thì mình sẽ viết vậy. Sau đó là ở trong này á, thì mình cũng để code tương tự vậy thôi, tính tổng nè cho y bé bằng 1, y bằng 1, sau đó là chạy tới đây. Cái hàm này á nó sẽ có một cái gọi là cái return, đó là cái kết quả của cái hàm này, thì mình sẽ trả cái tổng này ra. Thì chỗ này á, thay vì để 100 á số cứng á thì mình sẽ số n, tức là đưa dựa tham số đưa vào bao nhiêu thì số n sẽ thay đổi vào ở đây. Ví dụ như là mình đưa n bằng 50 á thì ở đây số này thay bằng 50 ha. Thì mình muốn dùng hàm này thì mình sẽ đi dùng sang, thì mình cũng rất đơn giản, mình chỉ cần ghi là tính tổng và đưa tham số vào như 50 đi. Thì bây giờ mình sẽ thử in ra nè, in cái số này tính tổng 50 là nhiều. Đó thì bạn thấy Python nó rất là tốt, là nó chỉ là cái hàm này tính tổng không có đúng. Tại vì sao? Tại vì hàm này tính tổng với chữ t ha, thì copy cái tên hàm mình sửa lại nè, mình run lại nè, thì đó 50 là 1275 ha. Giả sử muốn tính tổng của 5 và tính tổng của 100 đi thì mình cũng có thể chỉ cần viết tính tổng một lần và mình viết tính tổng 100 nè, đó nó sẽ in ra là 15 nè, 1275 hoặc là 50 này ha. Mình không cần phải lặp lại cái đoạn code này tại vì chỉ cần viết code một lần là được và đưa tham số vào. Đó là những cái thứ cơ bản của Python, các bạn thấy nó rất là dễ, nhưng mà cái hay ho của nó như mình nói lại đó là có rất nhiều thư viện hỗ trợ rất là nhiều thứ bá đạo ha. Giả sử bây giờ nè mình không chạy bằng web nữa, mình chạy trên máy mình đi ha. Thế đây là một cái đoạn code Python, các bạn đừng quan tâm là nó là thế, thì mình demo cho các bạn xem. Thì mình chỉ cần chạy là Python 3 lib.py, tức là Python 3 cộng với cái file Python muốn chạy á, thì nó sẽ làm gì, nó đọc tấm hình và nó sẽ in ra cái hình ấy ở trong console ha. Thật ra code rất là đơn giản tại vì mình dùng thư viện ngoài á, thì nó chỉ việc là gọi thư viện, sau đó thư viện sẽ đọc tấm hình và thư viện nó sẽ in ra. Code cũng rất là đơn giản, import là gì thì để là gọi thư viện, và các bạn chỉ việc đặt một cái biến bằng là một cái hàm đưa truyền những tham số vào trong hàm, và các bạn dùng hàm for sẽ dùng hàm print là các bạn có thể in ra rồi ha. Thì với những kiến thức mà mình đã hướng dẫn cơ bản trong này, các bạn đã biết là một chương trình viết như thế nào, đọc
tập để các bạn hiểu rồi ha. Tất nhiên là những cái này chưa đổi xin việc, các bạn học những cái thứ cao siêu như là module, tức là làm sao để mà viết một cái thư viện, hoặc là tách file thành những cái hàm, những cái module ra sao để các bạn gọi nhau mà cho code không bị trùng lặp. Các bạn học OOP, tức là các bạn viết một cái class như thế nào trong Python để mà người ta có thể tái sử dụng lại được, hoặc là đọc người ta hiểu được, hoặc là một số cái cấu trúc dữ liệu khác của Python, ví dụ như là dictionary là gì nè, set là gì nè. Nếu các bạn đi làm á, các bạn sẽ phải học thêm, biết một số như là cái thư viện hay dùng như là NumPy này, Pandas nó có gì hay và dùng như thế nào, hoặc là xếp một cái environment ra sao. Thì những cái thế này là những cái nâng cao, nó hơi nằm ngoài scope của cái buổi hôm nay đó. Nhưng nếu các bạn quan tâm thì khi mà làm phần 2 mình sẽ nói về mấy cái này ha. Thế thì như bạn đã thấy đó, thì sau 15 phút bọn mình đã học cơ bản về Python, những cái thứ các bạn nên biết để các bạn có thể viết một chương trình, các bạn có thể viết được chương trình nhỏ nhỏ rồi. Thì những cái thế này vẫn chưa đủ để các bạn đi làm rồi đâu, các bạn cần học thêm một số cái nâng cao mình để hướng dẫn, ví dụ như các bạn học cách để mà phân chia code như thế nào, OOP nè, hoặc là học cách viết ra một cái app hoàn chỉnh bằng Python nè, hoặc là dùng những cái thư viện nè. Thì những lớp dạng kỹ thuật này á thì nó sẽ hơi ít view và làm hơi lâu. Do vậy nếu các bạn quan, các bạn bấm like và để comment em quan tâm về cái này. Thì những bạn quan tâm á thì mình sẽ làm thêm những cái clip nâng cao hơn về Python, ví dụ như là cách sử dụng module như thế nào, rồi là cách dùng mấy cái thư viện phổ biến ha. Còn không, các bạn có thể xem một cái vlog hôm trước mình có mời ông anh Data làm sử dụng Python để mà nghỉ VGAV trên này ha. Rồi đó, thì đầu năm cũng chúc các bạn là đạt được nhiều thành công may mắn, và các bạn nào mà chưa học cái gì có thể coi như clip này là vlog tập đầu tiên của các bạn để bạn có động lực học tập nhiều hơn trong năm nay ha. Vlog tới đây hết rồi, bạn hãy nhớ xoay cho những video này nha. Các bạn có thể hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau nào đó nha.